đơn hàng này khách trả hàng này báo là bị chuột râu đuôi mã 11529 này, mã vận chuyển này, mã trả hàng là JW0D này. Mình sẽ mở ra xem có đủ hàng không nhé. Đây là hàng đã qua sử dụng nhé, mình có ghi rõ rồi, mình có 3 cái nguồn này, có 3 bộ wifi này, đây 2 bộ này, với 1 bộ này nữa là 3 này, tổng cộng là có 3 bộ này. Thực ra cái này thì nó có cái chốt đây này, vận chuyển thì nó tuột ra thì chỉ cần ấn vào cái là xong bình thường này. Khách này còn nhét sai, nó lôi ra xong nhét sai thôi này. Thế còn cái này nó rất là dễ thôi. Nếu mà người chỉ gọi là tinh ý, không cần phải tinh ý, bình thường với nhân viên nhà mình cũng chả làm, nó nhìn nó cũng ra. Lắp ấn vào phát là xong, vận chuyển thì khó tránh khỏi, đấy. Xong là hoạt động bình thường. Khách thêm mấy cái khiếu nại tem mát thì mình cũng không hiểu ý là gì. Đây mình bọc các như đây, tem bảo hành đây, tem sản phẩm đây. Thường thì bên mình có cái giấy hướng dẫn đi kèm, không biết là cái này là khách bị rơi đi hay là đây là những cái lót để chống xước, bên mình có lót thêm giấy với cả những cái màng bọc này rồi. Về ngoại quan thì mình thấy nó bình thường nhá. Còn khách thì khách cố tình thêm cái lọ thêm cái kia thì mình không rõ. Đây mình xem có tờ hướng dẫn không đã. Không biết là nó bị rơi hay là nhân viên này mình quên. Cái này thì chỉ cần nhắn với shop mình thôi là shop mình gửi tờ hướng dẫn hoặc là hướng dẫn này ngay mà có gì đâu. Bên mình sẽ test qua các sản phẩm nhé. Test từng sản phẩm một nha. Mình quay đây là một con nhìn, nhìn thấy cái điện. Con nhìn thấy cái này ở trong đấy không? Con nhìn thấy cái modem của bố trong đấy không con? Nhưng mà mình không thấy cái râu á. Không thấy cái râu á. Đấy, kia. Thấy rồi. Chỉnh cho bố nha. Bố kiểm tra nha, ngoài cái này đấy nha. Đây. Cắm dây này. Không cần cắm dây này, đây này là cắm ra máy tính rồi, chỉ cần cắm dây đầu vào thôi. Đây đèn đang sáng đây. Bộ này là Tenda C978 này. Mình sẽ lấy cái điện thoại mình test nhé. Đây C978 đây, mình kết nối nha. Mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, 3 còng này, kết nối này.
đang kết nối này. Đây nó báo đã kết nối này. Mình về màn hình chính mình vào xem video nhá. Con nhìn thấy không nhỉ? Con có nhìn thấy không? Đừng chạm vào màn hình, đừng chạm màn hình nữa. Đấy, video mình xem bình thường nhá. Cái này nó sẽ rất là dài, mình test nhanh nhá. Một cái này. Giữ người đây, đừng chạm vào nhỉ, nó mất video của bố đấy. Một cái này, cái ok này. Tem mát đầy đủ nhá. Mình không hiểu khách bảo có tem mát cái gì mình không rõ. Đây, cái này cũng tem mát đầy đủ, tem bảo hành này. Này đèn sáng này, tên của cái wifi này là đuôi 03BE nhé, 03BE nhé, có 03BE đúng không? Bây giờ mình sẽ vào cái wifi 03BE này, đây 03BE đây nhá, ấn vào nhá. Mật khẩu này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, a còng này, kết nối này. Đấy, nó báo chạm để chia sẻ, thường là kết nối rồi. Đừng rung con, cứ giữ nguyên này thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ đấy xem video bình thường nhá, rất nhanh nhá. Xong nha, hai cái ok nhá. Wi-Fi này tên sẽ là 84A5 nhé. 84A5. Chưa khởi động xong, chờ một tí. Đây 84A5 đây, mình kết nối nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, a còng này, kết nối này. Đấy, về màn hình này. Đấy, 84A5 kết nối bình thường nhá. Vậy là cả ba cái đều ok nhá, không vấn đề gì đâu nhá. Tạm.